Hôm nay chúng ta chuyển sang cái phương thức chuyển mạch mới là chuyển mạch gói. Thì ở đây tất nhiên là cái phương thức chuyển mạch, phương thức chuyển mạch nào cũng thế thôi, cái chức năng của nó đều là để kết nối giữa cái đầu phát và đầu thu, phía phát và phía thu ấy. Cái phương thức chuyển mạch nào cũng mục đích nó chỉ là gì, tạo ra một cái kênh kết nối, nó phải tạo một cái kênh kết nối giữa phía phát và phía thu. Đấy. Trong đó đối với chuyển mạch bản tim, chuyển mạch kênh chẳng hạn, chuyển mạch kênh thì nó phải thiết lập trước cái kết nối đó. Nó nói vấn đề rất nhiều lần là cái chuyển mạch bản tim là chúng ta phải thiết lập được cái kết nối đó trước khi chúng ta truyền cái thông tin đi. Đấy. Còn sang cái mạng chuyển mạch gói thì mục đích nó cũng tương tự như vậy thôi. Mục đích của chuyển mạch gói là cũng kết nối giữa đầu phát và đầu thu, nhưng mà nó có một cái khác so với chuyển mạch kênh là các kết nối này là các kết nối động, nó không phải kết nối tĩnh như trong chuyển mạch kênh nhé. Kết nối động là như thế nào? Kết nối động là cái kênh truyền này nó có thể hoàn toàn có thể thay đổi trong cái quá trình truyền. Cái đường kết nối, cái kênh kết nối giữa phía phát và phía thu này nó không cố định, nó không cần thiết phải cố định mà nó thiết lập trước như trong chuyển mạch kênh, mà nó hoàn toàn có thể được thiết lập và thay đổi trong quá trình truyền, có nghĩa là sau khi, thậm chí là sau khi cái phía nguồn phát cái thông tin đi rồi thì cái kênh kết nối giữa nguồn phát và nguồn thu đấy vẫn có thể tiếp tục thay đổi được. Thì cái phương pháp chuyển mạch gói này nó linh động hơn nhiều so với phương pháp chuyển mạch kênh, nó chia phép, nó cho phép để chúng ta có thể là cho phép chúng ta để là chia sẻ cái nguồn tài nguyên cho mạng các kênh truyền một cách linh hoạt hơn, các thông tin chúng ta có thể đi theo những cái con đường khác nhau, thì nó tùy thuộc vào cái tình hình, tùy thuộc vào cái thuật toán tìm đường mà chúng ta thực hiện ở cái mạng của chúng ta, thì nó không có tính cố định như là trong chuyển mạch kênh. Thì ở đây thì có hai cái định nghĩa là collectionless và collection oriented, có nghĩa là kết nối với, gọi là kết nối cái liên kết mà không, gọi là không định hướng, vô hướng, và cái là collection oriented thì với là kết nối có định hướng. Còn cái kết nối không định hướng cái kia thì không rõ là tiếng Việt nó dịch ra như nào, tại vì thực ra tiếng Việt thì nó không có cái, nó không có cái thuật ngữ này. Do tiếng Việt nó không có cái thuật ngữ này nên trong quá trình truyền các em có thể dùng cái thuật ngữ tiếng Anh cũng được, collectionless và collection oriented không sao cả. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về hai cái định nghĩa đấy dựa trên một cái cấu trúc mạng chuyển mạch gói. Thì trước hết là cái cấu trúc của mạng chuyển mạch gói hầu như nó cũng tương tự, cũng giống như là cái cấu trúc của mạng chuyển mạch kênh với mạng điện thoại chúng ta thôi. Đấy. Thì trong cái mạng chuyển mạch gói thì các người dùng cũng kết nối vào mạng thông qua các nút mạng này có thể kết nối với nhau theo dựa trên nhiều kiểu topology khác nhau, có thể là hình sao, có thể là hình vòng, có thể là hình lưới, hình mesh, không sao cả. Thì cái mạng mà ở phía trong đấy nó dùng để vận chuyển thông tin đấy, hầu hết là đều dựa, nó đều là cái biến thể kết hợp giữa những kiểu topology, những kiểu cấu hình mạng như thế. Thì người dùng ở đây sẽ kết nối vào mạng thông qua các thiết bị mạng trung gian, các nốt mạng. Thì các nốt mạng nó thường là những cái switch, những cái hub, những cái router ở trong, như trên hình các em có thể thấy đây. Thì là các ở đây các em sẽ thấy ngay là có hai cái mạng đúng không? Một cái đấy, các em có thể có những cái mạng ví dụ như là mạng này hoặc là những mạng con như này, nó kết nối đến một cái mạng khác. Nếu ở trong đây chúng ta có một cái mạng rồi
chúng ta hoàn toàn có thể kết nối đến những mạng khác thông qua một cái nút mạng, ví dụ một cái switch, một thiết bị switch nhỉ. Switch bây giờ thì các em được tiếp xúc nhiều, các em biết rồi đúng không? Chúng ta có rất nhiều cái kiểu switch khác nhau, mà thường nhất ở nhà các em hay dùng là router chứ không phải là switch đúng không? Còn switch ở trên phòng lab chúng ta cũng có những cái switch Cisco nhỉ, 12 cổng, 24 cổng. Như vậy cái phương thức, cái cấu trúc của mạng chuyển mạch gói ấy, nó cũng không có gì khác biệt quá lớn so với cái mạng chuyển mạch kênh, mạng điện thoại. Khác nhau, khác nhau tập trung của chủ yếu là cái phương thức kết nối giữa các mạng thông qua các nốt mạng trung gian. Còn ở trong mạng điện thoại thì chúng ta kết nối lên kiểu gì? Chúng ta kết giữa các mạng điện thoại kết nối thông qua các tổng đài đúng không? Đúng không? Kết nối kiểu phân phân nhánh. Em đợi một chút nhé. Thì ở đây thì cái mạng chuyển mạch gói thì tiếng Anh nó là Packet Switching Network. Đấy. Thì nhiệm vụ của nó là làm gì? Nhiệm vụ nó là chuyển chuyển các gói tin, nhớ nhé, các gói tin từ phía người phát, từ phía phát đến phía thu. Ở đây các em cần lưu ý này, cái thông tin mà chúng ta truyền đi, mà người dùng truyền đi, nó là bản tin, là các bản tin, giống như thầy đang nói cho các em đây. Thầy đang truyền cho em các bản tin, nó có những cái nội dung hoàn chỉnh. Thì vào trong cái mạng chuyển mạch gói này, chúng ta không phải là truyền nguyên một cái bản tin đi như như là trong mạng chuyển mạch bản tin nữa, mà chúng ta chia nhỏ cái bản tin đấy thành các gói có kích thước bằng nhau. Các gói hay có một thuật ngữ là các packet có cái kích thước bằng nhau. Như vậy là một bản tin của chúng ta, đầu tiên tiên là một bản tin có kích thước rất lớn, giả sử là một khối các bit chẳng hạn, ví dụ là một chuỗi âm thanh, một file nhạc gì đó nó rất dài, nó kích thước rất lớn, nó có thể hàng mê, hàng chục mê, hàng ghi gì đó. Nhưng mà khi trong cái khi nó truyền trong cái mạng chuyển mạch gói thì cái bản tin đó nó sẽ được chia thành các gói tin, các packet có kích thước rất nhỏ, và các gói tin đó nó sẽ tìm đường đi trong cái mạng này để nó đến tìm đến phía phía thu. Thì để tìm được cái để các gói tin này nó tự tìm được đường đi đến đến phía thu ấy, thì trong cái mạng điện thoại chúng ta sẽ dùng các thuật toán định tuyến, chúng ta sẽ cần các thuật toán định tuyến. Đấy, thì các nốt mạng sẽ thực hiện các cung cấp các thông tin để thực hiện cái thuật toán định tuyến. Và khi các gói tin ấy đi qua cái nút mạng này, các gói tin mà đi qua cái nút mạng này thì nó sẽ tiếp tục nó tìm đường để đến phía đích. Cụ thể chúng ta sẽ học kỹ hơn. Ở đây các em chỉ cần ghi nhớ đó là trong cái mạng chuyển mạch gói thì bản tin của chúng ta sẽ được chia thành các gói tin nhỏ và đi theo các con đường khác nhau đến phía thu. Và cái thông báo được. Và cái các thiết bị chuyển mạch ở trong cái mạng chuyển mạch gói này chúng ta thường dùng các switch hoặc là câu vào. Em thưa thầy, thầy ơi, em thưa thầy. Nói đi. Thầy có thể chỉnh một mic được không ạ? Tại vì em nghe không rõ. Được, em chỉnh đi. Không, em nghe không thầy rõ đi. Vâng, em nghe không rõ. Các bạn khác nghe thầy nói rõ không? Mic thầy bị rè lắm. Nhỏ lắm, thầy nhỏ. Nghe rõ. Nghe rõ. Một số bạn rè à? Các bạn rè là... Thỉnh thoảng rè. Các em dùng laptop hay là các em dùng điện thoại vậy? Vậy là em dùng laptop ạ. Laptop ạ. Cái này thì có lẽ các bạn phải cũng có thể là do vấn đề là cái micro thầy, thì bữa sau thầy sẽ dùng cái micro riêng được, cũng có thể là cái vấn đề là cái đường truyền của chúng ta nữa. Ở đây thầy đang dùng đường truyền ở trên của trường mới lắm.
Truyền sáng giờ nó bị lag ạ. Thế thầy có chỉ mic to lên một tí được không ạ? Tại vì em nghe mắc âm rồi, không nghe rõ, hơi nhỏ thế ạ. Chứ con... Các em đợi thầy một tí nhé. Đấy, các em đợi thầy một tí. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vấn đề là ở đây thầy đã cho hết cỡ rồi, bây giờ có khá hơn không? Được rồi, chưa đỡ hơn rồi, đỡ hơn rồi, đỡ hơn rồi. Quá trình thầy giảng vậy, tại vì là kiểu là thỉnh thoảng nó mới bị một chút rè, tức là có một câu thầy nghe được, chứ còn không phải là nghĩ là không thể do mic bé đâu. À, thầy giảng vậy, chứ còn à, cái được hay không thì phải để quá trình thầy giảng xem nào. Ờ, có thể là do cái mạng nó hơi yếu đó. Xem nào. Ok, chúng ta thôi đến chúng ta quay lại cái bài học của chúng ta. Thầy sẽ cố gắng nói to hơn một chút nữa. Đấy, thì trong cái mạng chuyển mạch gói này thì các em thấy ngay là về cái rõ ràng là cái nền tảng của nó được phát triển từ cái mạng chuyển những cái mạng chuyển mạch bản tin của chúng ta mà ra. Còn nhớ chuyển mạch bản tin ở trong những mạng gì không? Và chuyển mạch bản tin là những mạng gì chúng ta học rồi, ví dụ như là mạng gì, mạng điện báo cũng là mạng chuyển mạch bản tin đúng không? Còn nhớ
còn nhớ cái mạng chuyển mạch bản tin nó truyền như nào không? Các thông tin lưu theo kiểu là store forward đúng không? Có nghĩa là cái bản tin đấy truyền đến một nút mạng, thì cái nút mạng này phải lưu và giải mã này cái bản tin đấy một cách hoàn chỉnh, thì sau đó nó mới đợi kênh truyền tiếp theo dỗi thì nó mới truyền tiếp. Còn ở trong cái mạng chuyển mạch gói thì chúng ta không truyền các bản tin nữa mà chúng ta truyền các gói tin, thì thực tế tại các nút mạng, tại các nút mạng của trong cái mạng chuyển mạch gói này nó cũng dùng theo cái store forward, có nghĩa là khi nhận được một gói tin nó cũng sẽ lưu lại cái gói tin đó và nó chỉ truyền tiếp các gói tin đó khi mà cái kênh truyền tiếp theo, cái đường, cái chặng tiếp theo nó dỗi. Thì hai cái chế độ làm việc của cái mạng chuyển mạch gói này thì có thể nói là chúng ta có cái chế độ đầu tiên là chế độ collectionless và cái chế độ thứ hai là collection oriented. Thì có bạn nào đã từng học những cái này chưa? Các bạn công nghệ thông tin đã được học những kiến thức về collectionless và collection oriented chưa? Chưa? Thôi rồi. Có vẻ như các em không chủ động lắm trong cái quá trình trong cái việc chuẩn bị môn học, tại vì giáo trình cũng có rồi, tài liệu tham khảo cũng có rồi. Em về các em tham khảo thêm đi chứ, để chuẩn bị trước, thì các em khi các em chuẩn bị trước cái kiến thức mình học thì nó sẽ đỡ bị động hơn. Thì cái phần về collectionless và collection-oriented đấy thì chúng ta sẽ quay lại vào cái cùng với phần datagram và virtual circuit nằm trong cái phần đấy. Thì tạm thời chúng ta tìm hiểu những cái định nghĩa cơ bản nhất trước đã. Thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm, cái tham số đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm trong cái mạng chuyển mạch gói và chuyển mạch bản tin, đó là cái trễ. Chúng ta thử so sánh cái trễ của mạng chuyển mạch gói với chuyển mạch bản tin xem là nó có sự chênh lệch như thế nào. Thì ở đây em nhìn trên màn hình các em sẽ thấy là có cái đồ thị, có cái đồ thị trong đó nó có những cái trục thời gian. Thì trong cái ví dụ này, giả sử là giữa nguồn phát phía source là nguồn phát đấy, kết nối đến phía thu là phía destination đấy, thông qua ba chặng và hai thiết bị trung gian, đó là switch 1 và switch 2. Thì như vậy là cái quá trình kết nối nó sẽ đi như sau: đầu tiên là nguồn phát này, source này, đến switch 1 này, sau đó đến switch 2 này, và cuối cùng đến phía destination. Thì ở đây thì có cái giả sử này, chúng ta cứ giả sử nhé, chúng ta giả sử là khoảng cách cái quãng đường của ba chặng này nó là bằng nhau, đấy dạ, chứ chúng ta cứ giả sử là khoảng cách từ source đến switch 1 bằng khoảng cách từ switch 1 đến switch 2 và bằng khoảng cách từ switch 2 cho đến destination. Vậy chúng ta có ba chặng này bằng nhau, thì chúng ta thử tìm hiểu xem là cái trễ ở trong cái phương pháp chuyển mạch bản tin trước nó sẽ bằng bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta gọi cái trên cái các trục thời gian nằm ngang này, trục thời gian tại source, trục thời gian tại switch 1, switch 2 và destination, thì chúng ta gọi cái thời điểm bắt đầu truyền bản tin, hay nói cách khác là cái thời điểm mà cái phía nguồn tôi đang học. Thôi, các em chú ý đi, chúng ta
quay lại bài học chúng ta. Thì ở đây, giả sử chúng ta gọi cái thời điểm mà nguồn bắt đầu truyền đi bản tin chúng ta, có nghĩa là nó phát đi cái bit đầu tiên lên trên cái hệ thống ấy, là gọi là cái mốc thời gian là số 0 đi. Thì cái bit đó, cái bit đầu tiên đó, kể từ cái bit đầu tiên đến bit cuối cùng, thì cái thời gian mà cái phía nguồn nó phát hết cái bản tin lên trên hệ thống nên là thời gian là T lớn. Đấy, thời gian là T lớn. Thì T đây là chúng ta sẽ tính, tí nữa chúng ta sẽ tính. Thì cho gọi là cái khoảng thời gian mà cái bản tin ấy đi từ phía, cái bản tin mà đi từ phía nguồn phát đến cái switch 1 hết một khoảng thời gian là tau. Đây, các em có nhìn rõ không? Các bạn có nhìn rõ không? Có. Cái khoảng thời gian là tau, thì các em sẽ thấy ngay là cái bit đầu tiên từ cái mốc thời gian là 0 thì sau khoảng thời gian tau thì nó sẽ đến switch 1. Như vậy cái bit cuối cùng, cái mốc đây, cái bit cuối cùng nó đến cái switch 1, hay nói cách khác là cái thời điểm, cái thời điểm mà thời điểm mà cái switch 1 nó nhận hoàn chỉnh bản tin sẽ bằng bao nhiêu? Thời điểm cái switch 1 nó gọi là nhận hoàn chỉnh bản tin sẽ là cái mốc này. Đây này, sẽ là đây. Đấy. Cái cột này là cột mốc này là gì, bằng bao nhiêu? T nhỏ. T nhỏ bằng T lớn đó. Thôi chúng ta bằng T nhỏ, nhưng bằng T nhỏ cộng T lớn. Thì sau khi theo nguyên tắc của mạng chuyển mạch bản tin, thì sau khi switch một nhận hoàn chỉnh cái bản tin của chúng ta ấy, thì nó mới có thể là gì? Nó sẽ lưu lại cái bản tin đó. Và khi cái chặng tiếp theo dỗi, sau khi cái chặng tiếp theo mà dỗi thì nó mới truyền cái bản tin đó đi. Nên cái khoảng thời gian chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian rất nhỏ đây, là nó chờ đợi trước khi nó truyền đây. Đấy. Thì trong cái bài toán chúng ta tạm thời cái bỏ qua cái thời gian chờ đợi đó, nó không đáng kể, chúng ta giả sử là cái dỗi nó truyền ngay. Thì tại cái thời điểm này nó mới bắt đầu là chuyển tiếp cái bản tin của chúng ta đến cái switch số 2. Thì như vậy cái thời gian để bản tin đi từ switch số 1 đến switch số 2 sẽ bằng bao nhiêu? Cũng sẽ bằng T lớn cộng với T nhỏ, đúng không? Đây này. T 2T. Đây, các em gióng xuống đây, các em sẽ thấy. Đấy. Thì đây cái khoảng thời gian này, nó chính là cái T nhỏ của chúng ta. Đấy. Và cái khoảng thời gian này nó chính là cái khoảng thời gian đây. Cái khoảng thời gian này này vẫn chính là gì đây, cũng vẫn bằng T lớn đúng không? Dạ. Tại vì chúng ta đã giả sử, chúng ta giả thiết là độ dài của các chặng này là bằng nhau mà. Đấy. Thì như vậy tại cái thời điểm này là cái thời điểm mà switch số 2 nhận hoàn chỉnh, nó thu hoàn chỉnh cái bản tin chúng ta. Như vậy cái khoảng thời gian này sẽ bằng bao nhiêu? Cái khoảng thời gian này sẽ bằng 2T lớn cộng với 2T nhỏ, đúng không? Đúng không? Tương tự như thế, cái switch số 2 sau khi nhận hoàn chỉnh cái bản tin thì nó sẽ truyền tiếp cái bản tin đó đến phía thu. Thì cái khoảng thời gian này cũng là bằng T nhỏ. Và cái khoảng thời gian này cũng bằng T lớn. Như vậy đến cái thời điểm cuối cùng, cái thời điểm mà khi phía thu được trọn vẹn, thu được hoàn chỉnh cái bản tin đó, phía destination mà thu trọn vẹn được cái bản tin đó, thì tổng thời gian sẽ bằng bao nhiêu? Tổng thời gian tính từ cái mốc bắt đầu phát ở đây cho đến cái mốc đây này, cái mốc đấy rồi đây này,
cho đến cái mốc cuối cùng là cái mốc nó thu trọn vẹn cái bản tin đó thì tổng thời gian sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 3 cây lớn cộng với 3 cây nhỏ. À, ok, tổng thời gian đấy. Như vậy, nếu chúng ta tạm thời bỏ qua cái trễ do các chúng ta tạm thời bỏ qua cái trễ do các nút mạng phải xử lý cái bản tin. Đây, chúng ta bỏ qua những khoảng thời gian này. Chúng ta bỏ qua những khoảng thời gian này. Thì chúng ta sẽ thấy là tổng cái thời gian để chúng ta cần để truyền cái bản tin đi sẽ là 3 T lớn, 3 T nhỏ cộng với 3 T lớn. Hay nói cái khác là cái trễ truyền dẫn, cái trễ truyền dẫn ở trong cái trường hợp là sử dụng truyền mạch bản tin sẽ bằng 3 T nhỏ cộng với 3 T lớn. Thì chúng ta chuyển sang cái trường hợp là chuyển mạch gói, xem cái trễ nó có khác không. Thì ở đây chúng ta cũng giả sử có các điều kiện tương tự như là trong cái mạng chuyển mạch bản tin, có nghĩa là chúng ta cũng có hai cái nút mạng trung gian. Có nghĩa đây là cái của switch 1 này. Đây là switch 1. Và đây là switch 2. Thì đây là cái thời điểm đầu tiên. Cái thời điểm đầu tiên là cái điểm 0. Thời điểm số 0 ấy, là cái thời điểm mà phía phát bắt đầu phát đi cái bit đầu tiên của nó lên trên hệ thống. Và ở đây chúng ta giả sử, chúng ta có thêm một cái giả sử là cái bản tin của chúng ta được chia thành 3 gói tin. Ở đây chúng ta cứ giả sử là chúng ta chia cái bản tin chúng ta thành 3 gói tin thì xem trễ nó sẽ như thế nào. Thì đây là cái thời điểm, đây là cái thời điểm mà phía phát đi cái bit đầu tiên của gói tin số 1 nhé, của gói tin số 1. Thì sau một cái khoảng thời gian bao nhiêu thì cái bit đầu tiên nó sẽ đến được phía switch 1. Là các bạn. Thế bé. Cái nhỏ, cũng bằng cái nhỏ thôi. Đây cái khoảng thời gian này. Sẽ bằng T nhỏ. Và cái khoảng thời gian, giả sử đây là cái mốc thời gian, cái thời điểm mà cái phía phát đi cái bit cuối cùng của gói tin số 1 nhé lên trên hệ thống, cái thời cột thời gian này sẽ bằng bao nhiêu? Cái thời gian này sẽ bằng bao nhiêu của em? T/3. T lớn chia 3. Đúng không? Như vậy cái thời điểm mà cái switch 1 nhận hoàn chỉnh cái gói tin số 1, thế là tại đây sẽ bằng gì? T nhỏ cộng với T lớn chia cho 3. Đúng không? Đây cái mốc của mốc thời gian này. Đây sẽ bằng là T nhỏ cộng với T lớn chia 3. Thì ở trong cái mạng chuyển mạch gói thì nguyên tắc là sau khi thì ở phía phát truyền các gói tin liên tiếp với nhau, thì sau khi nó phát xong tại thời điểm này
phía phát phát xong cái gói tin số 1 thì nó sẽ bắt đầu phát chuyển sang phát cái gói tin số 2. Và cái khoảng thời gian để đưa cái gói tin số 2 hoàn toàn lên trên mạng cũng bằng bao nhiêu? Cũng bằng T lớn chia cho 3. Đúng không? Thì như vậy đến cái thời điểm này thì phía switch 1 là thu hoàn chỉnh cái gói tin số 2, nó sẽ bằng bao nhiêu? Cái chỗ này sẽ bằng T nhỏ cộng với 2T lớn chia cho 3. Đúng không? Đây chỗ này này. Thì sau khi phát xong cái gói tin số 2 thì cái phía phát sẽ chuyển sang phát gói tin số 3. Tại cái thời điểm này, tại thời điểm này nó bắt đầu phát cái gói tin số 3 này. Đây là cái thời điểm mà nó đưa hoàn toàn cái bit cuối cùng của gói tin số 3 lên trên cái kênh chuyển. Và đến đây, đây là cái thời điểm mà phía switch 1 nhận xong hoàn chỉnh cái gói tin số 3. Thì cái cột mốc này cũng bao nhiêu? Bằng T nhỏ cộng với T lớn chia cho 3T lớn chia cho 3. Hay nói khác nó sẽ bằng là T nhỏ cộng với T lớn, đúng không? Đây này, thời điểm này. Đấy. Như vậy, cái thời điểm T nhỏ cộng với T lớn chính là cái thời điểm mà switch 1 nhận xong cái gói tin số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang xem xét cái switch 1. Thì ở đây, như thầy đã nói là các switch 1 nó cũng hoạt động, các nút mạng trung gian ấy nó cũng đều hoạt động theo nguyên tắc là store forward, nhưng mà thay vì cho bản tin thì nó sẽ làm việc với các gói tin, hay nói cách khác là gì, nó khi nó nhận hoàn chỉnh một gói tin thì nó sẽ chuyển tiếp đi. Như vậy ở đây, tại cái thời điểm này, chúng ta quay lại cái thời điểm này, nó nhận hoàn chỉnh cái gói tin đầu tiên, nó có phải đợi nhận tiếp gói tin số 2 và gói tin số 3 thì nó mới chuyển tiếp gói tin số 1 đi không? Không, đúng không? Theo nguyên tắc của chuyển mạch gói, theo cái nguyên tắc là store forward tại các nút mạng đấy, khi nó nhận hoàn chỉnh một gói tin thì nó mới được chuyển tiếp đi. Tại thời điểm này thì switch 1 nhận hoàn chỉnh cái gói tin số 1, nó hoàn toàn có quyền là chuyển tiếp cái gói tin số 1 lên cái chặng tiếp theo. Hay nói cái khác, thời điểm này chính là cái thời điểm mà switch 1 bắt đầu chuyển tiếp cái gói tin số 1. Cho đến cái thời điểm này là cái thời điểm mà gọi switch 1 đưa xong truyền tiếp cái bit cuối cùng của gói tin số 1 lên trên cái kênh truyền đó. Và cái gói tin số 1, cái gói tin số 1 đến thời điểm này chính là cái thời điểm mà switch 2 nhận hoàn chỉnh cái gói tin số 1. Ở đây nếu mà các em đánh dấu, các em đánh dấu như này thì các em sẽ nhìn thấy ngay cái khoảng thời gian mà các em, như bạn buổi sau để sẽ mang chuột đi vẽ vẽ cho dễ, để dùng chuột, thầy dùng chuột laptop không quen, đúng không? Đây chính là cái những cái khoảng thời gian mà chúng ta dùng để truyền cái gói tin số. Đây. Đây là cái khoảng thời gian để chuyển gói tin số 1 ở switch 1 và sau đó sang switch 2 đây. Đây là cái gói tin số 1. Tương tự như thế, tại cái thời điểm này, switch 2 nhận hoàn chỉnh cái gói tin số 1 và nó có theo store forward thì nó store xong, lưu xong cái gói tin số 1 rồi, nó sẽ được phép truyền tiếp cái gói tin đó sang chặng tiếp theo. Thì đây là chính là cái thời điểm mà switch số 2 bắt đầu truyền cái gói tin số 1 lên trên kênh truyền. Đấy. Thì đây chính là cái khoảng thời gian mà nó cần để nó truyền cái gói tin số 1 đến phía đích. Thì đây là cái thời điểm, đây chính là cái thời điểm mà phía thu hoàn chỉnh cái gói tin số 1. Đây là cái thời điểm này, chính là cái thời điểm mà phía thu hoàn chỉnh cái gói tin số 1.
Thì đây cái cột mốc này bằng bao nhiêu? Các bạn, cột mốc này sẽ bằng bao nhiêu? Ba T nhỏ cộng T lớn trên 3. Ba T nhỏ cộng với T lớn trên 3 à? T lớn trên 3. Ba T nhỏ cộng với... Ba T nhỏ cộng T. Ba T nhỏ cộng T. Ba T nhỏ cộng T à? Vâng. Đúng không? Ba T nhỏ cộng T. Đúng. Ta thử xem nhé, đoạn này là T nhỏ là 1 này. Đoạn này T nhỏ là 2 này. 2 T nhỏ. Đoạn này T nhỏ là 3 này, 3 T nhỏ. 3. Cộng theo cái đoạn này nữa. Đúng không? Đấy, chúng ta gióng xuống thôi, em sẽ thấy ngay. Em gióng xuống. Thì đây là T nhỏ này. Đúng không? Đoạn này là T nhỏ này. Đoạn này bằng gì đây? T lớn chia 3 này. Như vậy là T nhỏ cộng T lớn chia 3 là ở tại đây này. Tiếp tục cái đoạn này bằng nhiêu? Đoạn này bằng lại bằng T nhỏ này đúng không? Đoạn này bằng gì đây? T lớn chia 3 à? Đúng không? Như vậy cái cột mốc này chính là 2 T nhỏ cộng với 2 T lớn chia cho 3. Tiếp tục đoạn này lại bằng T nhỏ tiếp này. Đoạn này bằng lại bằng T lớn chia 3 này. Như vậy cái mốc thời gian này, cái mốc thời gian này nó sẽ bằng gì đây? 3 T nhỏ đúng không? 3 T nhỏ cộng với gì? T lớn. Cộng với 3 T lớn chia cho 3 hay nói khác là bằng cộng với gì đây? Cộng với T lớn. Chúng ta rút gọn đi. 3 T lớn chia. Đấy, chỗ này sẽ bằng là cộng với 3 T lớn chia cho 3, hay nói khác cái mốc thời gian này sẽ bằng 3 T nhỏ cộng với T lớn. Đây là cái thời điểm, tương tự đây là cái thời điểm mà phía thu hoàn chỉnh cái gói tin số 2, thì cái mốc thời gian này sẽ bằng bao nhiêu? Nó cộng thêm đoạn thời gian này nhé. 3 T nhỏ cộng 4 T lớn trên 3. Ừ, thì sẽ bằng 3 T nhỏ cộng với 4 T lớn chia 3. Và đây là cái thời điểm phía thu hoàn chỉnh cái gói tin số 3. Nó sẽ bằng bao nhiêu? 3 T nhỏ cộng 5 T lớn trên 3. Ừ, đoạn này sẽ bằng là 3 T nhỏ cộng với 5 T lớn chia cho 3. Thì đây chính là cái thời điểm mà nó thu hoàn chỉnh cả 3 gói tin rồi. Đây là cái điểm phía thu hoàn chỉnh cả 3 gói tin và giáp bản thành cái bản tin. Hay nói cách khác, đây chính là cái thời điểm mà phía thu đã thu trọn vẹn cái bản tin của chúng ta. Chúng ta tạm thời bỏ qua cái thời gian xử lý nha, thời gian cắt ghép các gói tin với nhau như thế nào. Chúng ta cứ tạm thời bỏ qua cái thời gian xử lý đó. Chúng ta bỏ qua cái trễ xử lý. Thì ở đây chúng ta chỉ có trễ lan truyền thôi. Thì đây chính là cái thời điểm. Đây chính là cái thời điểm mà phía thu hoàn chỉnh được cái bản tin của chúng ta. Và cái tổng thời gian trễ kể từ cái thời điểm phát cho đến cái thời điểm thu xong sẽ bằng 3 T nhỏ cộng với 5 T lớn chia cho 3. Ở đây em thấy ngay như vậy là đối với trường hợp này tất cả các điều kiện truyền như nhau. Nó chỉ khác một chút là chúng ta chia nhỏ cái bản tin chúng ta thành 3 gói tin. Thì trễ nó đã nhỏ hơn chưa? Nhỏ hơn. Ừ. Trong chuyển mạch bản tin thì nó sẽ bằng 3 T nhỏ cộng với 3 T lớn gì? Đúng không? Ở đây, còn trong bản chuyển mạch gói thì chúng ta chia 3 ra sẽ bằng 3 T nhỏ cộng 5 T lớn chia cho 3. Như vậy là chúng ta đã giảm được một khoảng thời gian bằng gì đấy? Mấy T chia cho 3? 4 T chia cho 3. À, 1 T chia cho 3. À, 4 T chia cho 3. 4 T chia cho 3. Như vậy cái thời gian mà chúng ta giảm đi là chúng ta đã tiết kiệm được cái khoảng thời gian gì đấy? 4T lớn. Chia cho 3. Đây là cái khoảng thời gian chúng ta được lợi nhờ việc là chia nhỏ cái bản tin thành 3 gói tin. Và trong đây với tất cả các điều kiện như nhau,
nhé, giống hệt. Như vậy các em thử nghĩ xem, nếu mà chúng ta chia 3 thì tiết kiệm được nhiều như thế, nếu chúng ta chia nhỏ hơn thì có tiết kiệm được hơn không? Cái này là câu hỏi dĩ nhiên thôi, bạn nào mà nhanh trí một tí thì em sẽ lấy ra câu hỏi. Trong trường hợp này, nếu mà chúng ta chia nhỏ hơn, tất cả các điều kiện khác dĩ nhiên, nhưng mà chúng ta chia nhỏ hơn cái gói tin thì chúng ta có được lợi hơn không? Có thể lợi hơn đến một lúc nữa. Em nghĩ được là nếu nhỏ quá thì sẽ mất nhiều thời gian để ghép lại với nhau hơn. Lúc mà ghép nối là nó sẽ mất lâu. Ừ. Ở đây trong bài toán đầu tiên thì chúng ta đã tạm thời bỏ qua cái chế xử lý tại các nút mạng rồi mà, bao gồm cả phía phát được. Chúng ta bỏ qua cái thời gian gọi là cắt cái bản tin thành các gói tin, và chúng ta bỏ qua cái thời gian là ghép các gói tin lại thành các bản tin. Chúng ta cứ tạm thời chúng ta bỏ qua cái chế đó. Sao hả? Ý là nó chỉ cải thiện được đến một lúc nào đó thôi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là nếu mà chúng ta chia ra quá nhỏ thì cái phần header nó sẽ tốn hơn để nó đánh địa chỉ. Ok. Thì cái ý của em rất là đúng. Nhưng mà đây chúng ta mới đang nói cái phần chế chuẩn xác của nó. Chúng ta chưa đánh giá cái hiệu quả. Chúng ta chưa đánh giá cái hiệu quả truyền. Thì ở đây tất nhiên ở đây các em nhìn này, bài ý của bạn Hoàng rất đúng. Đấy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ngay, đối với chuyển mạch bản tin thì thời gian chúng ta đưa cái bản tin đấy lên trên kênh truyền bằng T lên, đúng chưa? Bằng T lớn. Đối với chuyển mạch bản tin nhé, nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng cái độ dài của cái bản tin, thầy ví dụ là L bit, và chia cho cái tốc độ truyền của cái kênh đấy là bằng R, bao nhiêu bit trên giây đấy, đúng không? Các em học rồi, tốc độ truyền dẫn của hệ thống. Đấy. Sẽ bằng bao nhiêu? Còn trong cái trường hợp, đây là cái T lớn ở trong cái thời gian để đưa cái bản tin lên trên kênh truyền trong cái mạng chuyển mạch bản tin nhé. Còn trong cái mạng chuyển mạch gói, chúng ta chia ba. Đấy, chúng ta chia thành ba cái gói tin, thì ở đây thầy vẫn ghi là cái khoảng thời gian để đưa mỗi cái gói tin lên trên kênh truyền sẽ bằng T lớn trên 3. Còn trong thực tế nó sẽ phải lớn hơn T lớn trên 3, đúng không? Đối với trong thực tế cái đoạn này nó sẽ lớn hơn T lớn trên 3. Tại sao lại như vậy? Các em có khoảng thời gian trễ đầu không đúng, cần thêm một những bit để đánh địa chỉ. Gần đúng, có nghĩa là trong cái trường hợp này khi chúng ta chia cái bản tin thành ba gói tin bằng nhau thì cái độ dài thực tế của mỗi gói tin nó không phải là L chia 3 nữa, đúng không? Mà nó phải cộng thêm cái phần gì nữa, cộng thêm cái phần gì đấy, phần header vào, đúng không? Cộng thêm cái phần header vào. Xin lỗi các bạn. Đúng rồi. Đấy. Thì đây là cái độ dài của cái gói tin. Nó phải là L chia cho 3 cộng thêm cái phần header này. Như vậy khi chia cho cái tốc độ truyền, chia cho tất cả cái tốc độ truyền của hệ thống là R không đổi, thì cái thời gian để truyền một cái gói tin lên trên cái kênh truyền chúng ta nó phải lớn hơn một chút so với T chia 3, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta cứ tạm thời coi là cái phần header này nó rất nhỏ so với L. Chúng ta tạm thời chúng ta đang bỏ qua cái này, nên là chúng ta vẫn coi là cái thời gian truyền trên lý thuyết là T chia cho 3, còn trong thực tế thì nó sẽ lớn hơn T chia 3 một chút. Đấy. Nhưng chúng ta cứ tạm thời bỏ qua những cái giá trị, những cái yếu tố mà nhỏ nó ít ảnh hưởng đi, để chúng ta xét cái bài toán tổng quát cho nó đơn giản. Thì khi chúng ta chia nhỏ ra, nếu mà chúng ta, thứ nhất là chúng ta bỏ qua cái trễ gây ra do cái phần thông tin dư thừa header này, hay chúng ta bỏ qua cái trễ do định tuyến này, tìm đường ở trong cái mạng chuyển mạch gói này, chúng ta bỏ qua cái thời gian trễ do chia cái bản tin thành các gói tin và ghép các gói tin lại thành bản tin, hay nói cách khác là chúng ta bỏ qua cái trễ của quá trình segmentation và reassembly,
thì chúng ta sẽ có là cái tổng thời gian trễ sẽ bằng 3T nhỏ cộng với 5T lớn chia cho 3, và chúng ta tiết kiệm một cái khoảng thời gian là 4T lớn chia cho 3. Đấy. Còn trong thực tế thì chúng ta sẽ không đạt được cái giá trị tiết kiệm này, chúng ta sẽ nhỏ hơn một chút, tại vì chúng ta sẽ xuất hiện thêm nhiều yếu tố khác để tăng thêm trễ. À, có hiểu không đấy? Nãy giờ các em có hiểu không đấy? Có bạn nào không hiểu không? Cứ ý kiến như thầy dạy, thầy giảng lại cho các em. Bạn ấy hiểu hết rồi thầy ạ. À, hiểu hết à? Rất tốt. Vì sợ đến khi hỏi xong các em lại cứ ớ ra. Thì đây chúng ta chia 3 thì tiết kiệm khoảng thời gian này. Thì như bạn Hoàng đã nói là chúng ta chia nhỏ đến một mức lúc nào đó thì chúng ta sẽ không đạt được cái độ lợi nữa do cái thêm cái khoảng thời gian, thêm cái trễ do heater gây ra. Nhưng bây giờ thầy đại cứ vẫn bỏ qua cái trễ của heater gây ra, tạm thời cứ bỏ qua đã nhé. Thì chúng ta càng chia nhỏ thì chúng ta có càng được lợi không? Có. Tại sao? Có. Các em có chứng minh được không? Được. Bây giờ chúng ta quay sang cái đây. Ở đây. Quay lại phòng học đi. Đứng làm gì? Không bao giờ lấy thuyết đứng làm gì? Tình nghĩa các bạn không chat linh tinh trong cửa sổ chat nghe chưa? Cái cửa sổ chat này chỉ dành cho các bạn thắc mắc các câu hỏi liên quan đến bài học thôi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục bài học. Thì ở đây cái câu hỏi đặt ra đấy, là các bạn khẳng định, với các bạn khẳng định là càng chia nhỏ thì chúng ta càng được lợi gì? Không ạ. Không ạ. À? Bây giờ các em ở đây, các em làm thử cái bài toán tổng quát, các em chứng minh thử nhé. Giả sử vẫn cứ bài toán như thế này, cũng chúng ta vẫn có hai cái switch trung gian, hay nói cái khác chúng ta vẫn có ba chặng, mà giả sử chúng ta không phải chia thành ba gói tin nữa mà chúng ta thành chia thành k gói tin nhé. Giả sử chúng ta chia thành k gói tin, chúng ta chia thành k gói tin, ở đây chúng ta sẽ chia thành
và các bạn tính thử, các bạn tính thử trong trường hợp chúng ta chia thành ca gói tin thì trễ bằng bao nhiêu. Cách tính giống như thầy làm ví dụ với ba gói tin này là 3t nhỏ cộng với lại k cộng 2t lớn trên k. 3 nhỏ cộng với k cộng 2t lớn chia cho k. Đúng rồi. Chia cho k hay chia cho 3? Chia cho k. Ok, các bạn khác tính thử xem nào. Bạn Thảo tính nhanh quá, còn các bạn khác tính gì chưa? Các em tính đi. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn đợi thầy một phút nhé, thầy có điện thoại quan trọng.
À, các bạn đã tính toán xong chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Kết quả như nào các em? 3T nhỏ cộng 3T trên K cộng T trên K trừ 1 ạ. 3T nhỏ cộng với gì? 3T trên K. Cộng với 3T chia cho K à? Vâng, cộng với T trên K trừ 1 ạ. Cộng với T chia cho K trừ 1 ạ. Sao kết quả như lạ thế? Em có thể gõ vào cửa sổ chat thầy xem được không? Kết quả là 3T nhỏ cộng T cộng K nhân T trừ 1 nhân T lớn chia 3. Nếu các bạn có thể biết một số bạn mình lại thấy xem nào. Nhỏ cộng K trừ 1 T trừ 1. Ok, các bạn có rất nhiều bạn gửi kết quả ở đây để thầy xem thử nha. Của Hùng là 3T nhỏ cộng với K trừ 2 của T chia cho 3. Của Hùng sai rồi. Em kiểm tra với trường hợp là K bằng 3 là các em thấy ngay là sai rồi. Nếu của như của bạn Hùng nhé, kết quả nếu K bằng 3 thì của em sẽ là bằng 3T nhỏ cộng với T lớn chia cho 3. Chúng ta bằng 5T lớn chia 3 rồi. Kết quả của em là 3T nhỏ cộng T lớn cộng K trừ 1 nhân T lớn chia 3. Đợi chứ, đợi tí thôi xem là của bạn sao là KT nhỏ của Trần Văn Quang. K cộng K cộng 2 3T nhỏ K cộng 2, có vẻ như là cái 3T nhỏ cộng K cộng 2 nhân với T lớn chia cho K là có vẻ đúng đúng không? À, bây giờ chúng ta kiểm tra thử nhé. À, rất cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra nhé. Đối với cái hệ thống mà có K gói tin thì cái gói tin đầu tiên sẽ mất khoảng bao nhiêu khoảng thời gian? Đây là cái thời điểm gửi cái gói tin đầu tiên này. Đây là thời điểm nhận xong cái gói tin này, đầu tiên này. Đấy. Cái độ dài chỗ này sẽ bằng bao nhiêu? KT nhỏ cộng T lớn. Đây, cái độ dài chỗ này đó. T trên K. Sẽ bằng gì đấy? T lớn chia cho K. Yeah. T lớn chia cho K. Và cái gói tin này, cái khoảng thời gian T lớn chia cho K là cái khoảng thời gian nó không đổi đối với những khoảng thời gian này. Đây. Đúng không? Hay nói cái khác, chúng ta có này, những cái khoảng thời gian này này. Đấy. Đây. Chúng ta có 3 cái khoảng thời gian này là 3T lớn chia cho K, đúng không? Đây là cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian này tổng nó sẽ bằng 3T lớn chia cho K. Còn những cái khoảng thời gian này chúng ta chưa tính, sẽ bằng gì đấy? T nhỏ, đúng không? Đúng không? Đúng rồi các bạn. Chỗ này sẽ bằng gì đấy? T nhỏ. Chỗ này là T lớn chia cho K này. Đấy. Chỗ này bằng T nhỏ này. Chỗ này là bằng T lớn chia cho K này. Tương tự như đoạn thế. Như vậy chúng ta đến thời điểm này chúng ta sẽ bằng gì đấy? Cái cột mốc này sẽ bằng bao nhiêu?
3T lớn, 3T, à, 3T nhỏ cộng 3T lớn trên K. 3T nhỏ cộng với gì đây? 3 lớn trên K. Chia cho. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu gói tin? Còn K trừ 1 gói tin đúng không? K trừ 1. Mà K trừ 1 gói tin, đối với K trừ 1 gói tin thì chúng ta chỉ tốn cái gì đấy? Chúng ta chỉ tốn theo cái khoảng thời gian này này. Đối đây, còn này K trừ 1 gói tin đấy thì chúng ta mỗi đối với mỗi gói tin là chúng ta cộng thêm một cái khoảng thời gian là gì đây? T lớn trên K. T lớn chia K. Như vậy là tổng cái thời gian trễ cho đến khi nó nhận hoàn chỉnh cái gói tin cuối cùng sẽ bằng gì? Chỗ này đấy, sẽ phải cộng thêm cái gì đấy? Cộng thêm với K trừ 1 nhân với T lớn chia cho K. Đấy. Các em thu gọn thì công thức này sẽ bằng cái gì đấy? Sẽ 3 bằng 3 T nhỏ cộng với cái gì? 2 cộng K. 2 cộng K. Bằng cái gì? K cộng 2. 2 K. K trừ 1 T lớn trên K. 2 cộng K nhân T lớn trên K. 2 K trừ 1 à? Vâng. Nhân với T lớn. Lớn trên K. Đó, đây là kết quả đúng. Hiểu chưa? Được. Chưa tại hiểu sao lại là 2K hả thầy? 2 thầy ạ. Là K cộng 2 mà. Xin lỗi các bạn, thành nhầm một chút. Như vậy chỗ này sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? K. Xin lỗi các bạn, thầy có nhầm nhé. 3T này. Cộng với cái gì? Cộng với 3 K. K cộng 2 ạ. Ừ, K cộng 2. Nhân T. K cộng 2. Đấy, nhân nhầm. Nhân với T lớn chia cho 3. Cảm ơn các em. Thầy tại vì viết mà nó không có chia viết rõ từ mẫu nên là lúc quy đồng mình hay nhầm. Nhân T trên K thế ạ. K thế ạ. Nhân T trên K. 3T nhỏ cộng với K cộng 2 đúng không? Nhân với T lớn chia cho K. Lần này chắc là không nhầm nữa. Đấy. Thì đây là cái kết quả đúng trong trường hợp mà chúng ta chia thành K cái gói tin này. Thì các em thấy ngay chúng ta K càng lớn thì cũng phải chúng ta càng được lợi không? Hay là K càng nhỏ chúng ta càng được lợi? Nó sẽ bằng cái gì đấy? Hay nói khác, nó sẽ bằng cái gì? 3T nhỏ cộng với đóng ngoặc là gì đây? 1 cộng với 2 chia cho K nhân với T lớn à? Có đúng này không? Đúng rồi các em? Đúng rồi. Hay nói khác, nhìn vào cái công thức này chúng ta thấy ngay nếu K mà càng tăng thì cái trễ nó càng nhỏ gì? Hay nói cái khác là chúng ta càng chia nhỏ thì chúng ta lại càng được lợi về trễ đúng không? Vâng. K tiến lên vô cùng thì cái trễ nó sẽ tiến bằng về 3T nhỏ cộng với 1T lớn gì? Ở đây là chú ý là chúng ta đang bỏ qua cái trễ xử lý và cái trễ do phát sinh do header nha. Và cái trễ do định tuyến, cái trễ do segmentation và cái trễ do reassembly. Đấy, nếu chúng ta bỏ qua những yếu tố đấy thì rõ ràng chúng ta chia càng nhiều K thì chúng ta sẽ càng có lợi. Xin lỗi các bạn, hình như đến giờ giải lao rồi, chúng ta giải lao một chút, thầy cũng có việc phải giải quyết bây giờ. Chúng ta quay lại cái tiết học chúng ta sau 5 phút nữa nghe chưa? Được không? Nào các bạn chú ý là các em nghe thầy nói không?
Em có nghe được không? Có. À, ok. Thế bây giờ chúng ta đã thử với trường hợp, là tổng khá là tổng quát, là có ca có tin. Thế bây giờ giả sử em thử tính rằng trong một cái mạng trong một cái mạng mà nó không phải chỉ có hai chặng nữa, à nó không phải chỉ có ba chặng nữa, mà nó có m chặng thì sao? Đối với trường hợp tổng quát số chặng là m, cái kia vẫn chia thành ca hả thầy? Đấy, nếu chúng ta chia thành ca gói tin mà sao trong một cái mạng có số chặng là m chặng, ở đây chúng ta chỉ có ba chặng thôi, giả sử chúng ta có m chặng thì kết quả nó sẽ trễ, nó sẽ như thế nào? À, mời các bạn tính tiếp. Và các chặng là bằng nhau. À, tính được chưa? Cái này tính nhanh không mà. Thầy có phải là m nhân t nhỏ cộng với lại k cộng m trừ 1 nhân t trên k không? Em viết vào cửa sổ chat thầy xem nào. Đấy ạ. M nhân t nhỏ cộng với k nhân cộng với k cộng m trừ 1 chia cho k. Ừ, có vẻ cũng đúng. Các bạn khác tính chưa? Bạn Thảo sao tính nhanh nhé. em nhìn hình của thầy đã ra mà. À. Các em tính như dựa trên cái hình này của thầy thôi, đơn giản thôi mà. À, chúng ta đợi các bạn khác một chút nhé. Tức là vẫn chỉ thay cái 3 thành m, còn lại nó vẫn giống thế. Thế là vẫn ra được cái như bạn nào. Có đúng không? Em được giờ đúng rồi này. Chỉ muốn thay 3 với m thôi. Là xong rồi cộng vào thôi. Ừ. Nó ở cái công thức này này. Các em thấy ngay nó ở chỗ này này, rất nhanh, đúng không? Đây chúng ta có cái chỗ này là do m này, đây một này, hai đúng không? Các em chỉ cần thay hai chỗ này bằng m là đúng rồi. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái gói tin đầu tiên. Đấy, cái gói tin đầu tiên cứ qua một chặng thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian là t nhỏ cộng với t lớn chia cho k. Như vậy qua m chặng nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng mt nhỏ cộng với mt lớn trên k. Qua m chặng nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng mt nhỏ cộng với mt lớn chia cho k. Đúng không? Còn k trừ 1 gói tin còn lại sẽ bằng sao? Vẫn bằng là k trừ 1 nhân với t lớn chia cho k thôi. Như vậy cái trong trường hợp tổng quát đấy, trong trường hợp tổng quát mà có k gói tin và m chặng thì đây chúng ta có cái trễ như thế. Còn các em hoàn toàn có thể tự thu gọn lại được. Thế bằng bao nhiêu?
bằng bằng sẽ bằng là gì? Cuối cùng cái chế trong trường hợp đó nó sẽ bằng gì đây? MT nhỏ cộng với nó sẽ bằng MT nhỏ cộng với đóng ngoặc cái gì? M cộng với K trừ 1 nhân với T lớn và chia cho K. Ghi này cho các em dễ nhìn. Đây là trong đây là cái chế trong cái trường hợp mà chúng ta có M chặn và chúng ta chia thành K gói tin. Còn nếu với M chặn mà chúng ta dùng cái chuyển mạch bảng tin thì tất nhiên chúng ta sẽ bằng cái gì đấy? Chuyển mạch bảng tin thì cứ bao nhiêu? Cứ mỗi chặn là mất một khoảng T nhỏ và một khoảng T lớn. M chặn sẽ là gì đấy? T nhỏ cộng T lớn. M T nhỏ cộng T lớn. Cộng với M T lớn. T lớn. Đây là đối với chuyển mạch bảng tin. Nhá. Yeah. Thì tổng quát các em sẽ tính được ra ngay là trong một cái mạng mà dùng chỉ một đường truyền nhé. Ở đây chúng ta chỉ nhớ là ở đây các em thấy ngay là tất cả chỉ một đường truyền thôi, tất cả các gói tin đều đi qua theo một con đường giống nhau, là qua đến switch 1 này, sau đó đến switch 2 này và đến switch 3 ấy. Thì cái khác nhau về trễ giữa cái chuyển mạch gói và chuyển mạch bản tin sẽ bao nhiêu? Trễ. À, thầy ký hiệu trễ là D đi nhé. D của chuyển mạch gói là DP packet trừ đi chuyển mạch bản tin là DM, DM sẽ bằng bao nhiêu? Là chúng ta phải gọi là D DM trừ đi DP mới đúng. Nó sẽ bằng gì đây? M trừ đi gì? Các em nhân được không? Sẽ bằng M trừ 1 nhân với K cộng với K trừ 1 à? Nhân với T lớn chia K. Có đúng này không? Đúng ạ. Ừ, đấy. Đây cái khác nhau về trễ giữa chuyển mạch gói và chuyển mạch bản tin trong trường hợp là cái mạng chúng ta chỉ có một con đường, hiện tại mới là một con đường và theo và có M chặn và chúng ta chia thành K gói tin. Ở đây chúng ta thấy ngay là cái bài toán của chúng ta sẽ phức tạp hơn rất nhiều nếu mà chúng ta có nhiều hơn một con đường để đi từ phía nguồn đến phía đích. À, nếu mà chúng ta có nhiều hơn một con đường để đi từ phía nguồn đến phía đích thì rõ ràng các em thấy ngay ba cái gói tin này nó không bắt buộc phải đi theo một con đường mà nó sẽ đi theo các con đường khác nhau, đúng không? Hay nói cách khác là cái trình tự đến của ba cái gói tin này nó sẽ không sắp lần lượt như thế này mà nó sẽ xen kẽ nhau rất khó. Hiểu không? Hiểu không? Nhớ nha, các em nhớ nha. Có nghĩa là đây là trường hợp mà chúng ta mới chỉ có một con đường, cho nên là ba cái gói tin này nó đi xen kẽ với nhau, đi lần lượt với nhau. Còn nếu chúng ta có nhiều hơn một con đường thì các gói tin trình tự truyền của các gói tin nó sẽ rất khác nhau. Có nghĩa là nếu chúng ta có nhiều hơn một con đường, chúng ta có hai hoặc ba con đường chẳng hạn, thì trình tự nó đến chỗ này chỉ có duy nhất ở phía phát là vẫn phát lần lượt các gói tin, là phát gói tin số 1, gói tin số 2, sau đó mới phát đến gói tin số 3. Còn nó phát vào kênh nào chúng ta không biết. Rõ ràng là ở phía phát sẽ phát lần lượt các gói tin, nhưng sau đó sau khi rời khỏi phía máy phát đi thì nó sẽ tự động nhảy đến các kênh khác nhau, nó sẽ tự động nhảy đến các con đường khác nhau, cho đến trình tự đến phía đích nó có thể nó sẽ khác. Khi đó chúng ta tính toán chúng ta phải rất cẩn thận. Chúng ta sẽ có bài tập về cái phần này.
Ok. Cái phần này có gì còn thắc mắc nữa không? Thầy ơi, cho em hỏi là cái M đấy là số suýt hả thầy? Số chẵn, số chẵn. À, số chẵn. Ờ, số suýt sẽ bằng M trừ 1. M trừ 1. Thầy đã ghi rõ là số chẵn mà. Chẵn nó khác và số suýt trung gian nó khác, số nốt mạng nó khác. Chẵn là cái quãng đường này. Chẵn là cái quãng đường nối giữa hai cái thiết bị này. Còn tại những cái điểm này, chúng ta gọi là các nút mạng. Nhớ nhỉ, đừng nhầm số chẵn với số nút mạng nhé. Hai cái đấy nó khác nhau hoàn toàn. Rồi chúng ta tiếp tục. Đấy, chúng ta lại chuyển sang đến một cái câu hỏi tiếp theo. Đấy. À, quay lại cái câu hỏi của bạn Hoàng có ý kiến là cái chúng ta chia nhỏ các gói tin, chia nhỏ các bản tin hay các gói tin đấy, chúng ta chia càng nhiều thì liệu có thật sự là càng tốt hay không? Thì rõ ràng nó có, chúng ta thấy ngay là cái ảnh hưởng, thứ nhất là cái ảnh hưởng, chúng ta có ảnh hưởng của vấn đề là phát sinh do header. Chúng ta sẽ có ngay cái ảnh hưởng phát sinh do cái phần header. Chúng ta chia càng nhiều thì cái phần thông tin dư thừa chúng ta thêm vào càng nhiều thì sẽ gây ra cái trễ, chúng ta cái hiệu quả sử dụng đường truyền chúng ta sẽ bị giảm đi. Cái thứ hai là cái vấn đề là chúng ta phải chạy các thuật toán định tuyến, các thuật toán sửa lỗi. Đấy. Các thuật toán để tách để cái chạy segmentation và reassembly lại. Nó rất nhiều cái gì. Các em vào lại hết chưa? Chúng ta đợi các bạn khác một tí, các bạn join lại nhé. Thank you.
Và các bạn đã vào đủ chưa? Có một số bạn chưa vào. Thôi rồi chúng ta quay lại cái bài học. Thì ở đây phải nói lại từ đầu rồi. Thì ở đây chúng ta rõ ràng là chúng ta chia nhỏ ra, không phải không hẳn là hoàn toàn là có lợi hết. Chúng ta tốn rất nhiều cái, chúng ta sẽ phát sinh rất nhiều những cái yếu tố khác, nó gây ra cái ảnh hưởng đến cái trễ trong cái mạng chuyển mạch gói của chúng ta. Thì ví dụ như cái rõ ràng chúng ta thấy ngay là cái phần hít đờ là chúng ta sẽ phát sinh rất nhiều, nên dẫn đến là giảm cái hiệu quả của cái kênh truyền của chúng ta, hoặc là chúng ta phải chạy các thuật toán định tuyến trên tất cả các gói tim, chúng ta phải kiểm soát lỗi, kiểm soát lưu lượng trên tất cả các gói tim, vân vân. Rất nhiều việc chúng ta phải làm mà nó sẽ gây ra trễ đối với, ảnh hưởng đến cái giá trị trễ của cái mạng chuyển mạch gói. Trong đó một trong những vấn đề mà chúng ta cũng có thể tính toán được, đó là cái xác suất gặp lỗi, là cái về cái an toàn đấy, cái an toàn thông tin đấy. Thì giả sử chúng ta chia cái bản tin chúng ta thành các gói tin và cái điều kiện kênh truyền nó như nhau ấy, thì cái tỷ lệ gặp lỗi của chúng ta sẽ tăng lên hay chúng nó sẽ giảm đi nhá. Bây giờ các bạn tính thử như thầy này. Thầy giả sử là cái tỷ lệ lỗi bit của thầy, thầy giả sử cái tỷ lệ lỗi bit của thầy nhé, giả sử tỷ lệ lỗi bit bơ này bằng P nhân với 10^6, không đổi đối với cả cái trường hợp là chuyển mạch bản tin và chuyển mạch gói tin. Thì nếu giả sử là cái bản tin của thầy nhé, một bản tin dài là 1024 bit đấy, đây giả sử đấy, hoặc là bằng 1 megabit chẳng hạn đấy. Và trong trường hợp là chúng ta chia thành chia bản tin thành ví dụ như là thành ví dụ thành 10 gói tin độ dài 100 kbit nhá, xin lỗi các bạn, bên này cho là một bên này thì cho bản tin là 1 mê đi đấy. Cho nó giống ở trên đấy. Và bên này chúng ta là, bên này chúng ta chia thành 10 gói 100k. Thì các em thử xem hai trong hai trường hợp này thì cái suất gặp lỗi của chúng ta sẽ trường hợp nào sẽ lớn hơn. Các em tính thử xem. Mời các bạn tính thử xem. Chúng ta truyền một bản tin nguyên vẹn hoặc là chúng ta chia thành 10 gói tin có độ dài 100 kbit đấy, thì cái trường hợp nào mà có cái xác suất gặp lỗi, nó cái xác suất lỗi bit nó lớn hơn. Rồi các bạn tính thử xem. Em nghe thấy gì không ấy? Nếu nghe rồi các em bắt đầu tính đi.
Tính chưa? Có phải là tính không? Giờ bạn Thảo không thể tính được. Thảo tính xong chưa? Cho thầy hỏi, các em có nghe thấy thầy nói gì không nhỉ? Có. Có thầy ơi. Các bạn tính đi, tính xong chưa? Đã bảo là tính xong chưa? Đã bảo là tính xong chưa? Chứ bạn nào tính xong à?
Em thấy không ra kết quả cuối cùng đúng không? Em chưa không có máy tính rồi. Được rồi, thầy không, như em nói thử cách tính rồi em xem nào. À, cách tính của em thì dựa theo công thức rồi, là ta có công thức là xác suất truyền bản tin không lỗi là sẽ là BC sẽ bằng 1 trừ đi BB ạ. Tất cả mũ B và sấp xỉ là E mũ trừ BB nhân với Q là kích thước của một gói ạ. Ok. Thì cái trường hợp đầu tiên em ra xác suất của nó là 1 phần E ạ. Và trường hợp thứ hai thì em ra xác suất của nó là sấp xỉ 1 trên căn bậc 10 của E. 1 trên căn bậc 10 của E á? Vâng. Tại sao em tính được như thế? À, trường hợp 1 thì nó có một cái bản tin dài là 10 mê ạ. Thì mình sẽ xác được thì được quy của nó sẽ bằng 10 mê là 10.6 ạ. Thế sẽ tính BC tức là E mũ trừ PP nhân với Q ạ, thì sẽ bằng 10 mà 10 mũ trừ 6 nhân với 10 mũ 6 ạ, là sẽ bằng E mũ trừ ạ, thì ra 1 phần E ạ. Đấy là trường hợp đầu tiên ạ. Ok. Bây giờ thôi rồi, chúng ta thử nhé, các bạn khác thì sao? Nó gần gần như thế, các bạn khác thì sao? Các bạn nào tính xong chưa? Đó là tính ra xong chưa? Được rồi, thầy tính rồi nhá. Ở đây chúng ta có cái tỷ lệ lỗi bit là 10 mũ trừ 6 đúng không? Đúng không? Như vậy, cái bản tin nó đúng khi nào? Cái xác suất một bit không bị lỗi sẽ bằng bao nhiêu? Xác suất của một bit không bị lỗi sẽ bằng bao nhiêu? 1 trừ đi 10 mũ trừ 6 ạ. 1 trừ đi 10 mũ trừ 6. Đây. 10 mũ trừ 6, đúng không? Đấy. Đây là xác suất là một bit được truyền thành công. Mà ở đây cái bản tin nó được truyền thành công khi nào? Khi tất cả các bit của nó đều được truyền thành công. Đúng không? Đúng không? Như vậy là tất cả 10 mũ 6 bit phải được truyền thành công. Đấy, một mê bằng 10 mũ trừ 10 mũ 6, một megabit bằng 10 mũ 6 bit nhá. Ở đây chúng ta cho cái đấy. Như vậy cái xác suất truyền thành công với cái bản tin này sẽ bằng là gì? 1 trừ đi 10 mũ trừ 6 nhân với 10 mũ 6. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó bằng khoảng 10 mũ 6 trừ 1 nhỉ. À xin lỗi các bạn, chỗ này là mũ nhá. Thầy viết lại nhé các bạn. Ở đây chúng ta, đây là xác suất của 1 đi 10 mũ trừ 6 là xác suất để có một một bit được truyền thành công gì. Mà đây chúng ta có tất cả 10 mũ 6 bit, chúng ta cần tất cả 10 mũ 6 bit đều truyền thành công đúng không? Ví dụ đây là xác suất cho một bit thành công, bit đầu thành công với xác suất này. Thì bit thứ hai sẽ thành công với xác suất như thế này. Bit thứ ba tiếp tục. Đấy. À, dùng cái này khó chịu quá, không được viết bảng. Đấy. Ở đây chúng ta có xác suất của đấy, của một bit thì như thế này. Đấy. Nếu mà chúng ta có hai bit thì xác suất nó sẽ thành như thế này. Đúng không? Chúng ta có 3 bit thì xác suất nó phải như thế này. Mà đây chúng ta có 10 mũ 6 bit
thì tất cả cái chỗ này xác suất truyền thành công tất cả các bit nó sẽ bằng bao nhiêu? 10^6. Đấy. Nó sẽ giống như cái công thức ở phía dưới. Còn đối với trường hợp mà chúng ta chia thành 10 gói tin thì ở đây chúng ta vẫn có là gì này? Đây là xác suất của một gói tin nhé. Một gói tin là có độ dài bằng bao nhiêu bit? 10^5 thôi đúng không? Như vậy xác suất truyền thành công một gói tin nó sẽ bằng bao nhiêu? 10. Đúng bao nhiêu? À. Đây là xác suất truyền thành công một gói tin. Đấy. Mà ở đây chúng ta có bao nhiêu gói tin? 10 gói tin. Ừ, 10 gói tin. Là cái bản tin được nhận thành công khi nào? Khi chuyển được cả 10. Ừ. Khi tất cả 10 gói tin đều được chuyển thành công, hay nói khác là nó sẽ phải thu đủ 10 gói tin thì nó mới tính. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy ngay, trong cùng một điều kiện kênh truyền thì rõ ràng cái xác suất của cái bản tin chúng ta truyền đi càng dài thì càng dễ bị lỗi, đúng không? Cái đoạn thông tin chúng ta truyền đi càng dài càng dễ bị lỗi. Thì ở đây cái đối với cái trường hợp này, khi chúng ta chia nhỏ ra thành các gói tin, khi chúng ta chia nhỏ ra thành các gói tin thì như vậy là tất cả các gói tin này có cái chịu cái ảnh hưởng của lỗi bit, tỷ lệ lỗi bit nó sẽ thấp xuống. Khi chúng ta chia thành 10 gói thì cái xác suất nó đang của một cái gói tin bị lỗi đã nhỏ rất nhiều. Và các em thử tính xem cái trường hợp này, nếu mà cả cái bản tin đúng khi nào, trong trường hợp mà chúng ta dùng chuyển mấy gói này à, các bạn, nếu chúng ta dùng chuyển mạch gói này, chúng ta chia thành 10 gói tin, đây là xác suất truyền thành công một gói tin rồi. Như vậy chúng ta thu hoàn chỉnh cái bản tin khi nào? Tất cả đúng hết. Tất cả đúng hết. Như vậy cái xác suất thu thành công cái bản tin trong đây sẽ bằng bao nhiêu? 1 trừ 0.9^10. Đây đâu, 0.9^10. Đúng không? Yeah. Bằng bao nhiêu? Xác suất thu thành công ạ. Ừ, bản tin trong trường hợp này 0.9^10. 0.9^10 à? Dạ. Thầy cứ giả sử cái này bằng 0.9 nhé. Nha. Tại sao lại bằng 0.9^10? 10 gói tin đều phải đúng liên tiếp thì xác suất của để mỗi gói đúng là 0.9. Thì chúng ta chỉ việc nhân vào. Không đúng. Không đúng, không đúng. Không đúng, không đúng. Trong thực tế nó sẽ phải nhỏ hơn. À, trong thực tế xác suất chuyển thành công nó sẽ phải lớn hơn. Tại sao nó khác nhau như thế nào? Như các em nhìn sang cái trường hợp chúng ta truyền nguyên bản tin. Nhá. Yeah. Thì giả sử tất cả các bit đều đúng, chỉ trừ một bit sai thì tất cả các bit còn lại đều sai, đúng không? Đúng không có tác dụng, đúng không? Đúng không? Đúng không? Giả sử chúng ta truyền một bản tin dài 100 bit mà có 99 bit đúng, một bit sai thì chúng ta vẫn là sai hoàn toàn, cho nên quy tắc nó mới là mũ. Còn ở trong trường hợp này, gói tin này, một gói tin sai có ảnh hưởng gói tin khác không? Ok em? Không. Không đúng không? Chúng ta chỉ cần truyền lại một gói tin thôi, còn các gói tin kia khác vẫn đúng. Như vậy xác suất nó còn phải là quy tắc nhân nữa không? Không, mà nó sẽ là quy tắc gì? Nhân 10. Ừ, nó là quy tắc cộng, hay nó khác là 0.9 × 10. Nó cần như thế. Đấy, xác suất là như thế. Nó không phải xác suất, không phải là 0.9 × 10, xin lỗi với em. Nó là quy tắc cộng, nhưng mà tất nhiên là nó không phải là cộng thẳng 0.9 với nhau. Nó cũng không phải là quy tắc mũ. Đấy. Nhà chúng ta đây, chúng ta tính là xác suất xảy ra đối với trường hợp là 10 gói tin nữa. Cái này nó nằm ngoài cái phạm vi của chúng ta, nhưng mà ở đây các em chỉ cần chú ý là cái xác suất để một cái bản tin
truyền thành công trong cái chuẩn mạch gói này nó không phải là 0,9 mũ 10 nữa. Nhớ nhá, đừng lấy mũ 10 nó vào đây là sai. Ừ. Ừ, tại vì các gói kia nó không liên hệ với nhau. À, thôi rồi, cái phần những cái phần tính toán này, tính độ trễ này, tính xác suất lỗi này nó sẽ có trong cái phần bài tập của chúng ta sau bài học ngày hôm nay. Thì sau bài học ngày hôm nay các em chú ý nhé, các em chú ý thường xuyên lên trên cái hệ thống ấy, thầy sẽ đưa bài tập, thầy sẽ đưa bài tập về cái phần này lên trên cái trang học online ấy, tránh tất cả các tình trạng các bạn kêu không biết. Ngoài ra thì chúng ta chuyển sang cái vấn đề tiếp theo là ngoài cái vấn đề là do trễ và vấn đề do xác suất lỗi, thì cái để thực hiện được cái phương thức chuyển mạch gói này thì chúng ta còn có phải thực hiện những rất nhiều công việc khác giống như thầy nói. Ví dụ như chúng ta phải đánh địa chỉ và chúng ta phải tìm đường. Tại vì chúng ta trong cái chuyển mạch gói này tất cả các gói tim nó đi theo các con đường khác nhau để đến đích không cố định, và cái thuật toán tìm đường đấy được thực hiện tại các nút mạng, tại các nút mạng trung gian nhé. Nó đi đến đâu nó lại tiếp tục tìm đường đến đấy, nó không được tìm đường trước giống như trong chuyển mạch kênh, mà nó thường theo nguyên tắc là nó đi đến nút mạng nào thì tại nút mạng nó lại tự tìm cái con đường tiếp theo để đi tiếp đấy. Giống như bây giờ các em muốn đi từ Hà Nội này về Hải Phòng đúng không, các em có biết đường không? Chúng ta đại khái chúng ta chỉ biết là chúng ta muốn về Hải Phòng nhưng chúng ta không biết đường. Thì thôi bây giờ các em cứ đi ra bến Gia Lâm, sau đó chúng ta hỏi đường tiếp đúng không? Đến bến Gia Lâm chúng ta lại hỏi đường về Hưng Yên. Đấy. Đến Hưng Yên thì chúng ta lại hỏi đường về Hải Dương. Đến Hải Dương chúng ta lại hỏi đường về Hải Phòng. Còn khi đứng tại Hà Nội này chúng ta vẫn chưa biết cái con đường cụ thể chúng ta sẽ đi như thế nào. Thì ở đây cũng thế thôi. Cái công việc định tuyến ấy được thực hiện tại các nốt mạng trung gian. Khi mỗi khi các gói tin đến các nốt mạng trung gian đấy thì cái nốt mạng trung gian đấy nó sẽ thực hiện cái công việc là định tuyến. Mà để định tuyến được, để đi tìm đường được thì trước hết nó phải thực hiện là đánh địa chỉ. Các nốt mạng trong mạng này phải được đánh địa chỉ, phải đánh địa chỉ trước thì chúng ta mới tìm đường được. Bây giờ chúng ta hỏi đường mà không có địa chỉ nhà, không có số nhà, chúng ta sẽ không tìm được đấy. Thì trong cái lớp mạng này tất cả các công việc liên quan đến đánh địa chỉ và tìm đường, thuật ngữ tiếng Anh đó là addressing, là đánh địa chỉ, và routing là tìm đường. Một số bạn có thể đọc routing được, routing được nó như nhau. Và addressing là hai cái công việc chủ yếu được thực hiện ở lớp network layer đây. Các em học lớp mô hình 7 lớp rồi các em biết rồi. Lớp mạng này là lớp thứ mấy từ dưới lên? Lớp mạng là lớp thứ mấy từ dưới lên? 3. Lớp thứ mấy? 3. Thứ 3. Không trả lời ngay được, phải dở ra đọc à? Bật mic rồi. Bật mic à? Bật mic có phim tắt. Thì trong đó cụ thể hơn này, như lúc nãy thầy đã nói là trong các nốt mạng ở trong cái mạng chuyển mạch gói này nó đều thực hiện cái phương thức truyền là store forward đối với các gói tin, ví dụ lưu trữ và chuyển tiếp các gói tin. Thì ngoài cái chức năng đánh địa chỉ thì rõ rồi, mỗi cái nốt mạng nó có địa chỉ riêng. Sau đó tìm đường là gì? Chúng ta tìm cái đường đi, không phải là chúng ta tìm một cái con đường bất kỳ, mà chúng ta thường tìm những cái tuyến đường mà nó có cái hiệu quả tốt nhất. Cái này tiếng Việt gọi là định tuyến. Thì sau khi tìm được đường, đầu tiên một nốt mạng này nó thu được một cái gói tin này, nó sẽ thực hiện việc tìm đường tiếp theo, nó routing. Sau khi tìm đến đường chuyển tiếp thì nó mới là gì? Nó mới forward cái gói tin đấy đi với cái chặng tiếp theo. Đấy. Nhớ không? Thì rõ ràng là chuyển mạch
chuyển mạch bản tin chúng ta, đầu tiên chúng ta lưu bản tin này, sau đó chúng ta chuyển tiếp này. Còn tương tự như vậy ở các nốt mạng đây cũng thế, chúng ta lưu gói tin, sau đó chúng ta tìm đường để chúng ta chuyển tiếp cái gói tin đó đi. Đấy. Ngoài ra còn các cái nhiệm vụ khác, ví dụ là congestion control, những điều khiển va chạm, điều khiển lưu lượng, các quá trình như là segmentation và reassembly đấy, tất cả những cái chức năng đấy thực hiện cái nút mạng của chúng ta tại lớp mạng của chúng ta. Thì segmentation và reassembly thì các em học rồi, nó là cái quá trình tách bản tin thành các gói tin và quá trình ghép các gói tin thành các bản tin. Thì chủ yếu ở đây chúng ta chỉ tìm đường về cái, chúng ta tìm hiểu về cái nhiệm vụ, nó là nhiệm vụ tìm đường. Có những nhiệm vụ điều khiển lưu lượng hoặc là điều khiển va chạm đấy, thì nó giống như là phát hiện và sửa lỗi đấy, thì nó trong môn kỹ thuật truyền số liệu. Chúng ta ở đây chúng ta chủ yếu thì tập trung trong cái chương này, chúng ta chủ yếu tập trung vào nội dung. Cái nội dung là tìm đường dựa trên các thuật toán tìm đường ngắn nhất. Rồi cái này thì bỏ qua nhé. hai cái thuật ngữ này thì thầy sẽ để buổi sau. Rồi chúng ta giải lao bây giờ tiếp 3 đúng không? Chúng ta giải lao 10 phút. Chúng ta lại tiếp tục bài học. Thì ở đây rồi chúng ta đợi các bạn một chút nhé. Nào mấy bạn không nói bậy trên trong phòng học nữa. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là cái nội dung về định tuyến trong mạng chuyển mạch gói. Thì như chúng ta đã biết thì do trong cái mạng chuyển mạch gói của chúng ta thì tất cả các gói tin đấy đi theo những con đường khác nhau, nên việc tìm đường cho các gói tin làm sao cho nó đến được đích một cách nhanh, một cái nhanh không có thể không phải là nhanh nhất, nhưng mà chúng ta thường là sẽ cố gắng, mục tiêu chúng ta là cố gắng làm sao cho các gói tin nó đến được đích của chúng ta càng nhanh càng tốt, thì để với mục đích là giảm cái trễ truyền dẫn. Thì ở đây thì để thực hiện được cái mục tiêu đó thì chúng ta thực hiện cái việc là tìm đường, chúng ta phải cần tìm đường cho các gói tin. Cái điều đó là đây là nhiệm vụ bắt buộc ở trong các mạng chuyển mạch gói. Thì ví dụ ở trong đây chúng ta có một cái, ở trong đây chúng ta có một cái mạng chuyển mạch gói bao gồm 6 nút mạng được đánh số là từ 1 cho đến 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và ví dụ là các nút mạng được kết nối với nhau giống như là cái sơ đồ, giống như trên cái slide trình chiếu đây. Thì em có thể thấy là giả sử nếu mà số, cái nút số 1 là cái nguồn phát cái thông tin, là nút số 6 là đích đến. Thì ở đây rõ ràng chúng ta có thấy có ít nhất là có 3 tuyến kết nối từ nút 1 cho đến nút 6.
ít nhất chúng ta còn có thể có nhiều hơn đúng không? Ở đây các em có thấy, có thể thấy ngay gì? Tuyến đường đầu tiên là từ số 1 cho đến nút số 3 và đến nút số 6. Cái tuyến đường thứ hai là từ nút số 1 đến nút số 4, đến nút số 5 và đến nút số 6. Ngoài ra còn có tuyến đường từ nút số 1 đến nút số 2, đến nút số 5 và đến nút số 6. Còn các tuyến đường khác không? Các bạn? Còn không? Còn. Còn đúng không? Ví dụ là từ 1 đến 3, xong đến 4 đến 5 và đến 6. Có thể là gì? Từ 1 đến 2, đến 4 đến 5 đến 6. Thậm chí là từ 1 đến 3 đến 4, sau đấy đến 2 đến 5 và đến 6. Có không? Có. Thậm chí có tuyến đường gì khác? Có tuyến đường khác không? 1, 2, 4, 3, 6 cũng đều có. Chúng ta có rất nhiều con đường. Đến đích ví dụ ở đây chúng ta có 3 con đường được tô màu để làm ví dụ thôi. Thì vấn đề đặt ra là chúng ta muốn tìm cái con đường tốt nhất để cho các gói tin đi từ nút 1 đến nút 6. Thì trong các con đường này, con đường nào là con đường tốt nhất? Con đường nào con đường tốt nhất? 1, 3, 6. Tại sao? Em nghĩ là nó trễ, độ trễ nhỏ, số nút cận số chặng là ít nhất ạ. Số chặng ít nhất. Nhưng mà số chặng ít nhất thì nhớ đâu, thầy lấy ví dụ nhé, cái đường số từ 1 đến 4 đến 5 đến 6 thì mỗi chặng nó chỉ dài có 1 mét thôi. Nhưng cái chặng từ 1 đến 3 nó dài 100 mét thôi. Thì làm thế nào bây giờ? Thôi không biết đâu. Thôi không biết đâu. Thì ở đây để chọn được con đường tốt nhất thì trước hết chúng ta phải xác định là chúng ta đánh giá cái tiêu chí tốt nhất này dựa trên cái những cái tham số gì. Chúng ta có thể đánh giá cái gì đây? Chúng ta có thể đánh giá cái chất lượng của mỗi chặng dựa trên cái giá trị trễ chẳng hạn. Chúng ta có thể dựa trên cái tiêu chí là số chặng ít nhất. Chúng ta lại có thể dựa trên cái tiêu chí là băng thông lớn nhất. Hoặc là chúng ta có thể dựa trên cái chi phí thấp nhất. Hoặc là chúng ta có thể dựa trên cái độ tin cậy cao nhất. Chúng ta có rất nhiều tiêu chí để đánh giá cái chất lượng một con đường. Đấy. Và một con đường nó có thể tốt nhất theo cái tiêu chí này nhưng lại không phải là tốt nhất theo tiêu chí nọ. Đúng không? Đúng không? Nhưng nhìn chung, trước hết như thế này. Nhìn chung đối với các thuật toán định tuyến, thì khi chúng ta xây dựng nhìn chung đối với các thuật toán định tuyến thì để trước hết để tìm được con đường ngắn nhất, trước hết chúng ta phải xác định trước chúng ta đánh giá theo tiêu chí nào. Ví dụ thầy lấy ví dụ nhé, ví dụ bây giờ các em chọn một con đường đấy, ví dụ là từ 1 đến 3 rồi đến 6, nó là con đường có khoảng cách ngắn nhất. Chúng ta xác định dựa trên khoảng cách ngắn nhất được không? Con đường ngắn nhất là con đường có khoảng cách, con đường tốt nhất là con đường có khoảng cách ngắn nhất, có được không? Được, đúng không? Nhưng mà không may cái con đường này là con đường ngắn nhất, nhưng mà cái tốc độ di chuyển nó lại bị giới hạn, nó chỉ có 10 km/h thôi, 10 km/1 thôi, giống như đi bộ thôi. Cái con đường số 1 đến số 4, số 5, số 6 cũng có khoảng cách xa hơn, nhưng mà tốc độ nó lại đi là cho đi được 40 km/h cơ. Nên nhìn chung các em mà nếu các em đi theo con đường số 1, số 3, số 6, nó tốt nhất theo cái tiêu chí là khoảng cách, nhưng nó lại không tốt nhất theo cái tiêu chí là tốc độ hay là độ trễ, lại không tốt bằng cái con đường 1, 4, 5, 6. Đấy. Hoặc là thế này, hoặc là các em bây giờ các em lấy ví dụ các em đi từ trường về nhà các em, ví dụ trường các em ở đây ở Hoàng Công Việt này. Nhà các em ở đâu? Ở dưới, ở trong, trên bờ hồ. Đúng không? Bờ hồ, để lấy ví dụ đấy cho nó xa. Các em có thể đi theo gì? Các em có thể đi theo đường Hoàng Hoa Thám. Các em có thể đi theo đường gì? Đường Thụy Khê. Các em có thể đi theo đường Đào Tấn. Đúng không? Các em có thể đi theo đường Láng. Vân vân, rất nhiều con đường đấy. Bây giờ các em chọn con đường nào? Đúng không? Ví dụ bây giờ các em đi theo đường Hoàng Hoa Thám là nhanh nhất, đúng không? Như vậy là thời gian trễ nhất là các em đi theo đường Hoàng Hoa Thám. Đấy.
Nhưng mà đôi khi chúng ta lại không chọn con đường đó. Ví dụ bây giờ các em không phải đi học về nữa, mà các em là ví dụ các em đi chơi với bạn, đi chơi với bạn gái nhỉ, đúng không? Thì khi chúng ta chở bạn gái thì tốt nhất là con đường nó phải càng xa càng tốt gì, đúng không? Bình thường chúng ta đi một mình thì con đường nó càng gần càng sáng càng tốt, các em đi với bạn các em phải càng xa càng tối càng tốt, đúng không? Hoặc là thế này, bây giờ các em nghĩ là các em đi theo con đường số 1 đến số 3, đến nút số 3 rồi đến nút số 6, nó cho tốc độ là đi với tốc độ là 60 km/h cơ. Các em đi đường đấy rất nhanh về đến nhà. Nhưng mà bố mẹ các em lại không muốn cho các em đi con đường đấy. Các bố mẹ các em bảo, ôi con đường đấy các em cho tốc độ đi nhanh lắm, xe tải nó đi nhanh lắm, mọi người đi nhanh lắm. Phụ huynh các em lại yêu cầu đi con đường số 1, số 4, số 5, số 6. Họ chỉ đi lờ đờ tốc độ 20 km/h thôi. Nhưng mà khi đó cái con đường khác lại có cái tiêu chí là cái độ an toàn nó lại cao hơn, cái tính tin cậy lại cao hơn, đúng không? Hoặc là cái con đường số 1, số 3, số 6, thầy cứ giả sử là con đường ngắn nhất đi, nó tốt rất nhiều tiêu chí, nhưng mà không may trên đấy nó có cái trạm soát vé. Mỗi lần đi qua con đường đấy mất 50.000 tiền vé nhỉ? Thì chi phí lại thành là gì? Chi phí lại thành cao nhất. Hay nói cách khác, một con đường nó có thể tốt theo cái tiêu chí này, nhưng nó lại không, lại chưa chắc nó đã tốt theo cái tiêu chí khác. Cho nên khi chúng ta định giá một con đường ấy, chúng ta đánh giá chất lượng của một con đường ấy, chúng ta thường chỉ dựa vào một số tiêu chí nhất định mà thôi, chúng ta không thể dựa vào tất cả các tiêu chí được. Đấy, thì để cho đơn giản, ví dụ như là cái con đường từ 1 đến 3, nếu mà thầy đánh giá nó dựa trên tiêu chí khoảng cách, thì thầy ghi ở con đường từ 1 đến 3 giá trị là 100m, độ dài là 100m. Nếu mà thầy lại đánh giá theo cái tiêu chí là chi phí, thì thầy đánh giá con đường là từ 1 đến 3 là có chi phí là 10.000, con đường từ 1 đến 4 có chi phí là 5.000, được không? Còn nếu mà chúng ta đánh giá theo cái tiêu chí là thời gian, thì con đường từ 1 đến 3 là mất bao nhiêu? 10 phút. Con đường từ 1 đến 2 để mất 2 phút. Đấy. Thì để đơn giản trong các bài toán định tuyến này, trong các bài toán định tuyến ở đây, xin lỗi các bạn, cái bàn phím của thầy nó đang bị nhảy nhặng nhé. Trong các bài toán định tuyến ở đây thì chúng ta coi như chúng ta đã thống nhất dùng một cái đơn vị để tính toán rồi. Chúng ta sẽ định giá các con đường, ví dụ nhé, ví dụ ở đây chúng ta cho con đường này bằng 3. Đấy, chúng ta đánh số cái con đường này bằng 3 này, chi phí nó bằng 3, còn 3 gì không biết, có thể là 3 phút, có thể bằng 3.000, có thể bằng 3 km, hoặc là 3 bit bị lỗi, vân vân, hoặc là 3 vụ va chạm gì đó. Cái đoạn đường này ví dụ chúng ta ký bằng 4. Đó. Cái đoạn này chúng ta chỉ cho chi phí nó bằng 7 đi chẳng được không? Cái đoạn này chúng ta cho chi phí nó chỉ bằng 2 thôi, được không? Đấy. Thì để định giá các con đường, cái cost ấy, để chi phí của các con đường ấy, chúng ta chỉ cần đánh số thôi, chứ chúng ta không cần liệt kê cái đơn vị của nó là phút, là mét hay gì, chúng ta không biết. Chỉ cần chúng ta đánh số như này để chúng ta minh họa là chúng ta biết ngay, à, cái chi phí trên cái con đường, cái tuyến từ 3 đến 4 chỉ có chi phí bằng 2. Còn 2 gì chúng ta tạm thời thống nhất là 2 gì đó nhé. Còn chi phí từ 2 đến 5 chúng ta nhé, cái tuyến đường từ 2 đến 5 chi phí chúng ta nhé bằng 4 cơ. Hoặc là chi phí cho quãng đường từ 5 đến 6 là bằng 7. Các em có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Hay nói cách khác, chúng ta chỉ cần nhìn vào đây, chúng ta biết là chi phí từ quãng đường từ 5 đến 6 là 7, nó lớn hơn rất nhiều so với chi phí làm sao từ 4 đến 3. Hay nói cách khác là cái từ 3 đến 4, cái chặng đường từ 3 đến 4 có chi phí thấp hơn rất nhiều so với chi phí từ 5 đến 6. Hay nói cách khác là gì? Hoặc đây chúng ta đánh số cái chỗ này bằng 1. Đấy. Cái chỗ này bằng 2. Ok. Thì nhìn vào đây các em sẽ thấy ngay, chi phí từ 1 đến 3 và đến 6 sẽ bằng bao nhiêu? Tổng chi phí sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 3, đúng không? Còn chi phí từ 1 đến 2 đến 4
đến 5 rồi đến 6 tổng chi phí sẽ bằng bao nhiêu? 3 cộng 4 cộng 7 bằng 14, đúng không? Hay nói cách khác là quãng đường nếu mà chúng ta dựa vào những cái chi phí đã được có sẵn thì chúng ta sẽ thấy ngay này, cái quãng đường 1, 3, 6 nó sẽ tốt hơn so với quãng đường gì? 1, 2, 5, 7. Đấy. Nhớ nhé, như là từ giờ trên cái mạng, trên cái mạng truyền thông của chúng ta, trên cái mạng chuyển mạch gói chúng ta sẽ đánh số chi phí cho các con đường. Nhớ nhé, đây là chi phí các con đường, còn số thứ tự của các nút mạng nó khác. Số thứ tự của các nút mạng nó không liên quan gì đến chi phí các con đường cả. Và khi chúng ta có cái dữ liệu đầu vào như này, chúng ta có cái bài toán như này, chúng ta sẽ phát sinh cái vấn đề là chúng ta cần cái tìm đường có cái tuyến đường, có cái chi phí ngắn nhất từ phía nguồn cho đến phía đích. Trong trường hợp này chúng ta có thể tìm thấy ngay đó là cái tuyến đường 136. Khi để tìm các con đường, để tìm các tuyến đường ngắn nhất đấy, thì trong cái mạng của chúng ta có khác thuật toán là tìm đường ngắn nhất. Thì cái phần thuật toán tìm đường ngắn nhất thì nó thầy sẽ dự định là buổi sau chúng ta sẽ học đấy, buổi sau chúng ta sẽ học về các thuật toán tìm đường ngắn nhất. Còn buổi học hôm nay chúng ta chỉ dừng ở cái mức các nội dung tổng quát thôi. Còn cái bài tập thì xem nào, hôm nay chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay hoặc là sáng mai chúng ta sẽ có cái phần bài tập tính toán về độ trễ và cái xác suất lỗi bit của trong cái mạng chuyển mạch gói. Thì các em chú ý theo dõi thông tin ở trong cái trang học trực tuyến để lấy bài tập về. Tất cả các hướng dẫn, để nhắc lại nha, tất cả các hướng dẫn đều có trong đó. Những gì thắc mắc không hiểu các em gửi email hỏi thầy, càng sớm càng tốt. Và tiếp nữa, trong trường hợp cái hệ thống nó bị treo, nó bị tắc nghẽn, các em không lục bài được thì các em có thể gửi bài qua email. Nhưng khuyến khích các em lục bài trên hệ thống. Cái này quan trọng nhé, khuyến khích các em lục bài trên hệ thống. Và theo thường lệ thì tất cả những bạn mà lục sớm, bạn nào muốn lục sớm nhất, lục qua email cho thầy thì các em sẽ được cộng điểm. Nhưng mà yêu cầu sau đó, các em sau đó khuyến khích các em lục bài thêm một lần nữa ở trên hệ thống để thầy nhập luôn điểm ở trên hệ thống cho nó dễ. Còn các em lục trên email thì trong hệ thống chúng ta sẽ không được lưu trữ, nhiều khi nó thành nhầm lẫn. Còn nếu các em lục bài trên hệ thống thì các em sẽ thấy ngay điểm của mình ở trên đó. Được không? Nhớ chưa? Nếu bạn nào mà lục bài qua email ấy, để tính được cộng điểm là lục sớm ấy, thường thì sẽ cộng cho 5 bạn lục bài sớm nhất là được cộng điểm. Thì sau đó các em vẫn cái bài tập như thế, các em nộp lại một lần nữa ở trên hệ thống để cho thầy dễ thống kê. À, thầy điểm danh ngày hôm nay nhé. Thầy ơi, thầy đọc lại cái email của thầy à? À, email của thầy, email của thầy các em thầy chat lên lại được không ạ? À, để bọn em copy lại ạ. Được. Email của thầy các em xem trong cửa sổ chat nhé. Đề nghị các bạn không chat linh tinh trong cửa sổ chat này để cho dễ theo dõi. Đây là email của thầy. À, bây giờ thầy sẽ điểm danh, thầy gọi từng bạn một. Thầy gọi từng bạn một. Bạn nào mà có, các em ngắt hết mic đi nhá. Bạn nào có mặt thì các em bật mic lên và các em nói có to lên. Sau đó các em lại ngắt mic đi. Còn bạn nào mà thiếu, thầy chưa điểm danh thì các em nhắc thầy trong cửa sổ chat. Sau khi thầy điểm danh xong thì các em nhắc thầy trong cửa sổ chat. Hôm nay là ngày 31 tháng 3. Bạn Đồng Quyền Anh. Có. À, một lần thôi em ạ. Bạn Hoàng Tuấn Anh. Có. Bạn Lê Tuấn Anh. Có. Lê Tuấn Anh. Có hai Lê Tuấn Anh kìa. Bạn Lê Tuấn Anh sinh ngày 5 tháng 6. Có.
Có à? Bạn Lê Tuấn Anh dùng thầy thấy rồi. Lần sau em đổi tên của em đi nhé. Bạn Lê Tuấn Anh sinh ngày 9 tháng 1. Thầy ơi, bạn xin thầy nghỉ lúc đầu à, đấy. Bạn lớp trưởng ở thầy nhớ rồi. Bạn Nguyễn Trọng Quang Anh. Có. Có. Bạn Phạm